Tháng tư đã quay trở lại rồi đây. Thì ngày hôm nay khi mà tôi đang lang thang trên khu cổng trời ngay phía trường học thì phát hiện ra là có một cái UAV và tiến thẳng vào trong UAV thì chắc chắn là ở ngay cái trường học này sẽ có người. Và đối với suy luận của tôi thì khả năng cao là cái địch thứ nhất là ở trên mái nhà, thứ hai là còn một chỗ ở trong cái khu vực này nữa. Và đây rồi. Ui, như vậy là không phải, chỉ còn lại một khả năng duy nhất thôi. Thanh niên này ngày hôm nay chắc chắn là sẽ sanh mộ với mình luôn. Đơn giản anh em ạ. Như vậy thì anh em có thể là đoán được là thanh niên ở ngay phía bên trên nóc nhà luôn nhá. Và như vậy thì đây là một suy luận không hề sai của Sĩ Kẹo. Tiếp tục di chuyển các bạn tiến đến căn nhà phía trước mặt và mình tạm gọi là căn nhà trắng nhiều lỗ. Điều đầu tiên khi mà các bạn muốn lên căn nhà này đấy là anh em sẽ phải check mìn trước cái đã. Và phát hiện ra là không có trái mìn nào cả. Ok, chạy lên luôn và thẳng tiến này. Hiện tại thì mình đang có 11 trái bông keo, như vậy là chúng ta có thể là thực hiện được kế hoạch. Và tiếp theo thì cách xử lý vô cùng đơn giản. Đấy là anh em hãy dựng một trái bông keo ngay ở ghế. Và các bạn có thể là trèo lên một cách dễ dàng. 3, 2, 1. Kia rồi thiên nhiên. Kết thúc rồi người anh em. Như vậy hành vi leo ranh bẩn của hắn đã bị tôi phát hiện. Tôi là Sĩ Kẹo, hãy theo dõi tôi trên YouTube, tôi sẽ giúp các bạn tránh xa khỏi những nguy hiểm. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ui, và ai? Hôm nay có đứa nhảy gần mình luôn, sợ thật. Úi dồi, nhanh anh em, nhanh kiếm súng không nó vả cho thì thôi xong, đúng là sợ mặt đấy. Rồi nha, ok, let's go, thì mình qua thử phía này coi. Ui, một cây UMP rồi nhá. Phía trước thì cũng có người à? À, đây rồi, phía sau này. Ra đây em ơi, úi dồi ôi. Được, được, thật sự anh em ơi. Thằng bé cơ bản là nó khá là bất ngờ khi mà Kẹo lại còn cầm UMP nữa thì dí tầm gần như vậy thì đúng là nát gáo luôn anh em. Rồi nha, ok, một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản. Riêng Kẹo thì hiện tại đây, hiện tại đang sở hữu cái combo súng là UMP với lại MP40. Thì mình thấy là combo súng này cũng khá là ổn này. Ui vãi, vãi vãi. Một đứa trong nhà anh em ơi, một đứa trong nhà anh em ơi. Ra đây em ơi, úi rồi này. Bắt 12 này, nó còn chưa kịp bắn mình luôn. Được, thật sự. Rồi nha, ok, qua lượm xác nào cái đã nào. Đây, và anh em ơi, nếu như mà anh em thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên là nhấn nút like cũng như là anh em chia sẻ video giúp mình. Rồi là anh em đừng quên đấy là hãy comment những cái ý kiến cá nhân của anh em về video này. Ok, nếu như mà có góp ý gì thì anh em cứ thoải mái comment. Được rồi, thì Kẹo sẽ sửa đổi trong những video tiếp theo. Rồi nha. Dạo gần đây thì biết là anh em rất thích cái loạt series Thám tử Free Fire của mình. Thì hôm nay là cũng nói luôn là mình là fan của anh thám tử Vinh Trần. Cơ bản là mình cũng xem rất là nhiều luôn, hầu như là video nào mình cũng xem. Đấy, thì mình thấy là mình nghĩ là nên đưa cái nội dung này vào game Free Fire thì sẽ có một cái chủ đề mới để cho anh em coi đấy. Quan trọng là như vậy thôi, bởi vì là chưa ai làm cả nên là mình làm. Mình muốn là có một cái chủ đề mới cho anh em coi. U rồi này, đậu xanh này. Thì mình thấy là cái chủ đề này nó khá là hấp dẫn. Thế nên là cũng quyết tâm gọi là, tuy rằng là phải nói là trình độ chơi game thì mình chưa có nhiều. Tức là chơi game còn hơi gà này, cũng như là trình độ chém gió phân tích thì cũng không giỏi lắm. Nhưng mà ok, thì với những cái góp ý của các bạn từ từ rồi là mình sẽ hoàn thiện nhá. Đừng quên, hãy nhớ là anh em xem trên kênh của Sĩ Kẹo, cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều và cảm ơn tất cả những cái tình cảm của các bạn yêu quý dành cho mình. À, được rồi, còn lại 30 người chơi. Các bạn thì Kẹo cũng không có nhiều thời gian lắm. Thế nên là anh em ơi, nếu mà có nhiều thời gian thì lâu lâu sẽ làm một cái gọi là tổng hợp thám tử Free Fire đấy. Tổng hợp phân tích tất cả những cái tình huống mà Kẹo gặp. Thì các bạn là mình mong là anh em xem video dưới cái tinh thần gọi là các bạn xem video vui vẻ thôi. Bởi vì là mình suy luận này thì hầu như là cái cơ sở khoa học của nó thì không có. Và hầu như là mình... suy luận kiểu nó vui vui đấy, kiểu như là rất là hơi sàm sàm. Nhưng mà mình mong rằng là các bạn xem video với cái tinh thần gọi là xem video vui vẻ, kiểu kiểu như vậy. Đấy, riêng Kẹo là Kẹo phải nói với anh em như thế luôn. Không là nhiều bạn lại bảo là úi dồi, cái thằng này chỉnh bắn thì ngu, xong bắt đầu làm video xạo lờ học làm thám tử thế này thế kia. Đấy, cơ bản là tôi muốn tạo ra một cái nội dung mới để cho anh em coi, được chưa? Và trong video thì sẽ xoáy sâu vào những cái phân tích nó hơi sàm sàm như vậy.
Quan trọng là các bạn thích xem thì các bạn để lại cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng quên là hãy đăng ký kênh để giúp kênh của Xì Kẹo phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn anh em. Đây là những cái điều mà Kẹo muốn chia sẻ với các bạn trong video này ngày hôm nay. Rồi nha, ok. Thì đây, úi rồi này. Gì đấy Hải ơi, trời ơi, xong luôn 4 kill. Anh em thấy là có đơn giản không ạ? Rồi nha, ok, qua lượm xác nó nào. Phải nói là rất là ngon luôn. Ok, 4 kill rồi nha. Riêng tôi thấy là trận đấu ngày hôm nay vô cùng là nhẹ nhàng. Đơn giản thì hiện tại mình đang sở hữu một cây súng XM8 cũng như là MP40 nữa, với cái skin nó rất là ngon. Úi dồi ôi, vẻ nhẹ nhàng cái thằng bé lên bản điểm số. Hay thì cho Kẹo một like và chia sẻ video đi nào. Úi dồi ôi, mình nghe thấy là ở bên này còn tiếng người nữa thì phải anh em ơi. Rõ ràng là có một tiếng chân nó rất là gần. Ui, vãi cả chửa này. Đấy, vướt nhẹ nhàng vô đầu luôn anh em. Ngon lành chứ đừng đùa. Rồi nha, ok. Đó. Ui, cái băng đạn này ngon này. Rồi nha, ok. Vừa lắp thêm cái băng đạn 2 vào MP40 nữa. Úi dồi, lại có thêm băng đạn thay đạn nhanh à. Phê quá luôn. Được, thật sự. Rồi, ok mọi người. Đó, combo súng rất là ổn luôn. Tại sao mà mình không lên MP40 bích vàng? Bởi vì là mình thấy là cái đấy nó không ngon bằng MP40 cơ khí. Chỉ được cái ngoại hình đẹp thì mua cái đấy nó hơi tốn tiền. Rồi nên là Kẹo không có mua. Đấy, cảm ơn anh em nha. Mà nếu mà anh em cứ giục tôi quá thì tôi sẽ mua thôi, chẳng vấn đề gì cả. Đây anh em để coi nào. UAV phát hiện ra một đứa. Được rồi. À, cái kiểu này thì mình sẽ kiểm tra trước cái đã. Phía trước này thùng gỗ thì không có. Vậy là khả năng cao là thằng bé đang nằm ở trên nóc nhà anh em nhé. Nó nằm trên nóc nhà để leo rank tránh bị trừ điểm đấy mà. Ui dồi ôi, chắc là lại xem video những góc núp leo rank hiệu quả của ông thần thánh nào đấy rồi. Rồi nha, ok được rồi. Thì mình sẽ tiến thẳng lên cái phía căn nhà trắng này. Rồi nha anh em. Rồi nhá. Úi dồi này. Ơ, để coi nào. Trích mình cái đã anh em ơi. Không có mình nha mọi người. Rồi nha, ok đây. Lên luôn nào. Nhảy qua phía cửa sổ đã. Ở đây hòm sao. Úi dồi ôi, trông chán thế anh em này. Chuẩn bị lên nhá. Ok này. Dựng bom keo lên là thấy thằng kia thôi. Anh em thấy chưa, anh em thấy chưa đấy. Úi dồi ôi, thằng bé ngay trên nóc nhà này. Xong luôn nha em. Vâng. Ăn mừng cái nhở, nhẹ nhàng nhở. Đấy, úi dồi ôi, thanh niên. Leo rank thì không leo, ai lại cứ nằm với lại ngồi trên nóc nhà đấy. Thì thôi thôi thôi, công nhận là tôi cũng thua với ông luôn. Trời ơi, thế này thì ai chịu nổi ông ạ. Thanh niên đúng công nhận là chơi game hài đúng không anh em. Rồi. Ok, thì 7 kill rồi. Và sẽ tập trung với trận đấu này ngày hôm nay. Cố gắng leo rank làm trận top 1 nhở. Đấy thì coi như là mỗi ngày gọi là tôi làm 2 video, mỗi video top 1 là được rồi đấy. Vô cùng đơn giản, chỉ tiêu của tôi chỉ có như vậy thôi. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Có nhiều thằng chẳng biết gì bảo là anh Sĩ Kẹo ấy, tại sao mà anh đấu thưởng với lại đấu bot hoài vậy. Thì mấy thằng đấy nó bị ngáo anh em. Úi dồi ôi, có người đây. Đậu xanh cơ bản thì ghép Free Fire ngày xưa ấy là rất là ít người chơi, thế nên là nhà phát hành phải ghép thêm bot vào để tìm trận cho nó nhanh. Thì mình đăng video từ ngày xưa rồi, mấy thằng lôi video từ ngày xưa ra nói. Thế thì chịu anh em ơi. Còn bây giờ là leo rank làm gì có bot đâu. Rồi nha, ok. Mình nhớ là hình như là từ bạch kim 1 trở lên là không có bot nha anh em. Mà tùy theo cái thời điểm ấy. Đấy, game Free Fire ngay cả danh cao cũng thế mà. Khi mà tìm trận không được thì nhà phát hành auto ghép thêm bot vào để cho anh em chơi tìm trận cho nhanh mà đấy. Quan trọng là anh em chơi game để giải trí chứ đâu có phải gọi là so sánh gọi là bot hay là không. Rồi nha, ok. Còn nhiều anh em anti-fan mình nói chung là anh em ghét mình thì lúc nào cũng có cái lý do để anh em ghét mình. Rồi nha, thằng nào vừa ăn thằng sau tảng đá, ra đây em ơi. À đây rồi, hình như là thanh niên quần đỏ này. Sợ chưa em ơi, anh cầm XM8 bắn thế lại bảo không sợ đi. Úi dồi, làm sao đây. Rất nhiều bom keo rồi nhá, chú chuẩn bị là chú xác định đi đây. Bom keo rất nhiều rồi này, mình đang còn tận 7 trái cơ mà. Chạy thẳng qua vả nó ok anh em yên tâm. Thằng này mình vả nó đơn giản. Úi dồi, ngồi gọn sau tảng đá cơ. Phát nữa này. Xem là, au, úi dồi ôi, có 5 trái lựu cơ mà. Úi dồi ôi. Chạy nổi không em, úi dồi, ăn no lựu đạn đi em ơi. Yes, nhẹ nhàng tình cảm, hạ cục bằng lựu đạn luôn. Đó, 8 kill anh em thấy ngon không ạ? À? Rồi nha, ok. Thì mình sẽ kiểm tra cái thính đã. Kiểm tra thính xem là có gì không đã anh em ơi. Ok, thính thì có thêm một xíu đạn súng trường. Rồi nha, ok đây. Qua đây, à nó không gầy mình đâu. Nó không gầy mình đâu, cứ vô tư anh em ơi. Qua lượm nào, à ngon này, có thêm cái súng băng này. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Lại có thêm súng băng để dựng bom keo rồi. Khá là ổn đấy. Rồi nha, ok đây.
À, ui rồi, vãi chưởng thế. Đang cố gắng lấy thêm cái nòng giảm thanh, cái bị thằng kia nó bắn ghê thật. Ui rồi, thanh niên kia nó ở chỗ nào đấy nhở? Khó nhìn thế anh em nhở? Rồi nha, ok. Đây quần mọc cái đã. Đùa tí thôi làm gì mà căng. Công nhận thanh niên bắn gắt thật luôn anh em ơi. Ở phía trước mặt sao kẹo không thấy ta? Vãi chưởng. Rồi ok. Lấy thêm cái giảm thanh vào này. Đó, tuyệt vời. Hấu nào. Rồi nha, ok, let's go nhá. Thôi thì mình cứ lên trên đồi cái đã. Đấy, bắn thùng dầu này. Xong là lên trên đồi cái đã anh em ơi. Có gì nó chạy lên thì mình vả nó luôn. Rồi nha, ok, let's go này. Úi dồi, vãi thế nhở. Sao nó thấy mình được ta anh em? Đậu xanh, hình như là gốc cây trước mặt à. Này chơi kiểu bí hiểm vãi. Úi dồi, thôi. Pha này bị hai đứa nó kẹp thịt cho thì thôi. Sorry anh em nha, hôm nay đang sớm nha. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn sau nhé.